Chào mừng bạn đã đến với NVV Travel và nhấn đăng ký kênh để theo dõi nhé. Xin chào các bạn nha. Các bạn biết ở đây là ở đâu rồi chứ? Lúc trước mình có đến đây để làm những cái video trước rồi, thì hôm nay mình sẽ đến đây một lần nữa để quay toàn thể cái khu ở đây cho các bạn cùng xem. Và so sánh cái khu này và cái khu ở Hóc Môn bữa mình có làm cái video ở phía trước, phía dưới. Thì nó xem coi ở nơi nào nó rộng và nó có đông, nó nhiều, nó nhiều như thế nào nha. Thì bây giờ thì mình sẽ đi tới cái khu này. Đây là cái chỗ mà quận 12, bên cái khu trường học Trường Chinh nha các bạn. Thì ở nơi đây thì cũng cách nhà mình khoảng cây số thôi, rất là gần. Thì mình đến đây để đến đây một lần nữa để quay những cái cảnh như ở nơi đây cho các bạn xem. Thì buổi chiều hôm nay thì cũng rất là mát và gió thì cũng không có mạnh lắm. Những con diều đang bay trên bầu trời thì rất là nhiều màu sắc khác nhau, nhiều loại. Thì lần trước mình cũng có đến cái khu thả diều ở trên Hóc Môn, huyện Hóc Môn. Nhưng mà cánh đồng diều ấy thì cũng khá là rộng, nhưng mà số lượng diều sẽ không bằng ở nơi đây. Tại vì ở nơi đây là dân cư người ta ở đây rất là nhiều. Và cái khu này nó rất là mát và rất là đẹp, cho nên thu hút những người ta đến đây để thả diều rất là đông và nhiều. Thì đây là một phòng thả khu thả diều cho các bạn cùng xem. Các bạn nếu mà thấy video hay thì hãy đăng ký kênh, share, subscribe cho kênh mình nha. Bây giờ xin mời các bạn xem toàn thể cái video này và cảm nhận những con diều bay trên đó như thế nào. Hãy để lại comment ở bên dưới, mình sẽ trả lời cho các bạn. Ok, các bạn cùng xem nha.